mày có nghe bài hát mà trong đánh cửa nha mọi người à. Nghe chị Trung. Đây là thợ VIP, thợ này là thợ nhất. Thôi từng đôi khó hơn từng một. Khó hơn. À, lên cửa cả nhà. Mới Tuấn mến chào đại gia đình thân mến nha. Ai cũng tròn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ danh phần nào. Ai cũng muốn nhẹ nhàng hết hả Trung? À, Duy? Dạ. Ai tròn việc gian khổ? À, mình không có điều kiện mình phải làm thôi chứ. Chứ sao giờ đâu có tròn nhẹ nhàng được. Đúng. Nếu mà tao có tiền tao làm chủ, tao tính tao ngồi trong trong cái đặng tao tính rồi. Đúng không? Tao đâu có đi dân nắng, đi làm chuyện những công việc mà cực đâu. Tao không có điều kiện, tao phải bắt buộc tao phải làm. Xây xong nhà này đi chạy xe luôn hả? Vô Sài Gòn chạy luôn hả? Vậy sao về quê được? Đem thân hồ luôn mà. Dễ thì nghỉ vậy. Mỗi ngày hầu rồi. Đó luôn. Thì nhà này nhà cuối cùng rồi. Đúng không? Dạ. Là đổi nghề luôn hả? Đổi nghề luôn. Đó, nhiều khi mới mốt lên nghề tài xế, cái mới mốt kiếm em nào đại gia mua cho chiếc xe chạy ha. Chở đi cùng em giám đốc. À, có lý luôn ha. Nó tướng cao to đẹp trai. Được. Wow, Mercedes. Xây xong cái tính làm móng cực chứ, xây xong cái cường này, tường này cũng nhanh đấy chứ. Tường giật lẻ rồi. Nay trên ba. Nay đi làm phù hồ luôn mọi người ơi. À, quả giờ xin anh em đi học tập xây mà Di không cho tập, kêu mình xây yếu quá không cho tập. Giờ đi quay phim cho mọi người coi nha. Mình chỉ biết cuốc đất với đầu đất thôi, với xiên gạch với trộn hồ thôi chứ không biết xây. Xây khó quá, đây méo xẹo ra le hết. Thì cũng được lên được nửa phần trăm nữa, còn 50% nữa, còn 50% nữa là hoàn thiện. Cái khó khăn nhất của cái nghề thợ hồ là mọi người biết khó khăn nhất là gì không? Là leo lên cao này. Đó. Ai mà sợ độ cao là không làm được thợ hồ đâu nha. Phải có phải quen làm quen với độ cao đó mọi người, thấy không? Leo lên cao này giáo rung mấy người không? Hồi sáng mấy anh em 4-5 người thiên cái cây đà này lên, cây đà này nặng mấy trăm ký, thiên lên gác đó mọi người, thấy không? Kinh khủng luôn. Không phải chuyện đơn giản đâu. Làm nghề nào nó cũng có cái khó của nó, kiếm đồng tiền khó của nó. Làm nghề xe công á thì rủi ro nguy hiểm, chạy ngoài đường, còn làm cái hồ nặng nhọc cực, có nhiều cái cao rồi, không đâu phải đơn giản mà làm được một căn nhà đẹp, đâu phải chuyện đơn giản đâu, phải đòi hỏi tỉ mỉ tính toán từng ly, phải đơn giản đó. Thì chuyên gạch này đó, mọi người thấy không, này chắc có là phù hồ biết chứ ai biết không đó. Quăng gạch lên, quăng lần hai cục luôn. Thôi hai cục thôi, đừng thấy yên lần 4 cục đi. 3-4 cục. Cho luôn 3 cục luôn. Dữ ta. Chụp lần được 2 cục luôn là cũng hay đó. Chứ thấy thường thường người ta quăng có 1 cục rồi ta. 2 cục dễ quăng. À. Nói chung quăng có khi nào văng đó, văng qua bên này không rớt xuống cái đầu nữa. Thôi luôn. Rớt xuống đầu. Này là đang đổ đà thiền qua cái cửa mọi người, cửa, làm cửa này, cửa 4 cánh này cả nhà. Cửa này là Tuấn làm hết 20.800.000. Cửa này với cửa sau luôn. À. Tuấn mới đi đặt tôn với đồng tay hết gần 20 triệu nữa. Nói chung là những chi phí nào mà ấy là Tuấn sẽ báo lên cho cả nhà coi. Thì những anh em nào mà chuẩn bị xây nhà sẽ biết được cái giá của cả thị trường. Còn gạch này là hiện tại giá thị trường đang là 9.500 một viên.
cửa này nè, đó, cửa này với cửa trước đó là gần 20.700.000. Xi măng là 90.000 một bao, còn có loại hosin là 95.000 một bao. Cát là một khối là 460. Cát tốt, cát xịn nhất ở đây. Cát ở dưới miền Tây là bao nhiêu khối em? Cát này chắc 600 mấy, 700 ngàn. Cát này là loại 1 á. Có loại nhất nè. Ở đây là xứ cát mà, xài loại nhất chứ. Xài loại nhì chứ. Cát này ở dưới là nhà giàu không có xài chứ, nghèo xài không nổi đâu. Ở đây là xứ cát nên nó rẻ hay không? Ở dưới cát sông cát cùng mà. Cát hút mười biển. Mà cát dưới cát xấu mà 400 ngàn khối này. Vật tư giờ cái gì cũng mắc hết. Giá cả thì leo thang, công nhân làm thì không lên giá. Cả nhà có nhiều khi Tuấn nói chuyện không được hay, mọi người bỏ qua nha. Mình nhiều khi mình cứ lời thật nó thật. Trình độ thì mới có lớp 8, sao mà nói chuyện văn hoa được. Có sao nó vậy đi. Giờ đổ cái đà này hơi bị cực. Cực nhất là cái đà ngắt ngang cái cửa này. Rồi xong cái cây đà này là khỏe rồi, còn lại rất là nhẹ nhàng. Trước này là mình sẽ làm hôm bữa là dự tính là làm nhà gác lửng, nhưng mà thôi làm đơn giản thôi cho nhanh. Trước này mình sẽ làm một cái bức tranh nha cả nhà. Đây mình sẽ xây cái tường lên ngay cái trước cái hiên này, khoảng 3 mét ra làm bức tranh bên này. À, bên này làm cái ô văn bên này. Dự kiến tầm khoảng 20 tới 25 ngày nữa là sẽ xong. Thì là 4 cây đúng hả? Xi măng thì mình lấy lần khoảng 30 bao thôi, không lấy nhiều, không nhiều nó chết. Rồi clip cũng khá dài rồi, tôi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào một ngày gần nhất. Bên nhà mấy nhà bên đây thì người ta xây là người ta để kính cửa cao tường luôn đó, sắt là tôn người ta đi thẳng luôn, còn mình sẽ xây kiểu khác người ta nha cả nhà. Mình sẽ không đi làm bịch bùng kiểu đó, mình sẽ làm thoáng hơn, mình làm kiểu hiện đại hơn mà chi phí cũng không cao hơn đâu. Rồi Tuấn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà thân mến vào một ngày mới nhất luôn.